Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em thêm một cái mã code mới nữa của cái tựa game kho báu huyền thoại bản tiếng Việt. Anh em xem cái video này của mình thì hay và hữu ích, anh em nhớ là like và chia sẻ giúp mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em còn mã code nào mới nữa anh em có thể comment phía dưới cái video giúp mình nhá. Chúng ta cùng chia sẻ code để trải nghiệm game nó được ok hơn. Rồi, mình sẽ vào nhập code luôn cho anh em nhé. Một chín sáu này, D một hai năm chín, A năm, C F tám. Ok. Rồi, chúng ta được 200 ml này, mực 100 kim cương nhá. Được 5 viên đá cấp 1 và được 5 cái bánh bao. Và được 5 mảnh của con Charlotte Cracker. Đó. Thì sau video bản code bản Việt này thì mình sẽ làm code bản tiếng Anh nhanh anh em nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh đi để nhận được cái thông báo mới nhất về video của mình ra nhá.